Việt Nam, và đây sẽ là một địa chỉ tin cậy nếu như chúng ta cần cập nhật những thông tin đó. Vẫn đang là những sự phát sinh tốt đến từ các thủ Khánh Thành FC. Dứt điểm, không vô. Và đây có lẽ là chiến thuật mà huấn luyện viên Tấn Đồng muốn dưỡng sức cho cầu thủ áo số 10. Tình huống tấn công tốt, dứt điểm, không vô. Đó là pha ná để bác đầu tiên của Minh Đức, cầu thủ áo số 9 bên phía Hải Sa Long Huyền, và chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Một pha khóa khổ chân rất ngoan, nhưng đáng tiếc là bóng đá đi ra ngoài. Một giải đấu chất lượng quy tụ 15 đội bóng. Cơ hội. Đây là Văn Tiến. Vẫn đang là Văn Tiến dứt điểm. Không được. Ăn giải dưới một điều của Việt Nam. Cơ hội. Dứt điểm đi. Một pha phối hợp tay bài, nhưng đó là tình huống mở lối này đáng tiếc. Và chúng ta cũng có lẽ là phải dành lời ngợi khen cho khả năng xử lý tốt đến từ thủ thành Minh Khởi. Chúng ta đang được theo dõi lại tình huống này. Một pha ăn mừng hụt của những khán giả đến từ Hà Sa Long Hiền. Phản công, một tình huống ba đánh. Dứt điểm đi, không vào. Đó là một tình huống đối mặt giữa hai cầu thủ mang áo số 7. Và số 7 Kiều Phong bên phía Khánh Thành FC đã là người chiến thắng. Một tình huống tấn công có đủ số lượng và có lẽ là có đủ thời gian. Thắng xe đạp, thắng xe đạp, phối hợp theo bài, không vào. Đó là một tình huống dứt điểm có lực sút, phải nói là rất căng, và nó đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Minh Khởi, nhưng thủ thành áo số 30 vẫn đứng vững. Có lẽ đây là tình huống có lực sút mạnh nhưng nó thiếu đi độ hiểm hóc. Đó là tấn công tổng lực bên phía đội bóng áo vàng, và phòng ngự phạt công vẫn không vào. Một màn thể hiện quá ấn tượng của thủ thành Minh Khởi. Minh Khởi đang cho thấy được vì sao anh là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ bên phía đội hình của huấn luyện viên Tấn Đồng. Bóng đá đi ra ngoài. Tỷ đề. Đó là pha xử lý hay không? Như vậy là trận đấu của chúng ta đã có bàn thắng đầu tiên, và nó thuộc về Khánh Thành FC. Bàn thắng quá đối ấn tượng. Người đá dứt điểm thành bàn đó là Công Huy, cầu thủ mang áo số 12. Công lên cho tình huống này, tất nhiên đó là thuộc về thần tài Anh Tuấn, cầu thủ mang áo số 79. Cơ hội. Rồi, không được. Bóng đá nằm gọn trong tay của thủ thành Minh Khôi rồi. Rất nhiều những pha dứt điểm của đội bóng áo vàng đã không thể qua được đôi bàn tay vàng của Minh Khôi. Và nó giúp cho đội bóng áo xanh bảo vệ thành quả. Không được. Pha chuyền bóng không thành công của Duy Bảo. Phạt công. Số lượng nhân sự là có đủ rồi, không được. Sự đeo bám rất khó chịu đến từ Công Huy. Cơ hội. Bóng đá đi sang ngoài. Chính mũi giày, không ơ. Đã bắt đầu có một tình huống nhập thành rồi. Nhưng Khánh Thành FC vẫn đang thi đấu rất kỷ luật và bài bản. Minh Khôi vẫn đang là điểm nhấn trong những tình huống phòng ngự của đội bóng áo xanh. Minh Khôi có lẽ sẽ là một đối trọng với bất cứ thủ môn nào khi nghĩ đến việc giành hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu này. Có lẽ thời gian này của hiệp đấu hai thì bóng sẽ chủ yếu lăn bên phía phần sân của đội bóng áo xanh. Điều quan trọng nhất đó là họ có bảo vệ được thành quả hay không. Đó cũng là điều nằm trong tính toán của tất cả những khán giả khi theo dõi trận đấu này. Cầu thủ áo vàng đang thường xuyên đi bóng phối hợp và dứt điểm. Thì chúng ta đang nhìn thấy một khối bê tông với năm cọc trụ vững chắc không mạo hiểm dứt điểm. Cơ hội. Dứt điểm đi. Come on. Cầu thủ áo vàng đã thấy khoảng trống rồi. Nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm lại đi ra ngoài. Ngọc Tài. Thắng xe đạp. Không vào.
Văn Vũ đã không thể dứt điểm. Một miếng đánh được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thắng xe đạp phối hợp cùng với Ngọc Tài và sau đó đẩy bóng xuống. Cơ hội không được. Đó là tình huống phạm vừa hay của Triệu Phú. Không được. Lần này thì đến công huy thử tài may mắn của mình. Nhưng anh đã dứt điểm đi ra ngoài. Bây giờ thì Xuân Vũ cũng đã vào sân rồi. Cơ hội. Không hiểu là bằng một công thức nào, bằng một quy tắc nào mà đội bóng áo vàng lại không có bàn thắng cho tình huống này. Rất nhiều người khán giả đã nghĩ về bàn thắng rồi. Có khoảng trống rồi. Dứt điểm. Không vào. Và ra chân của cầu thủ đang thi đấu trong vai trò thủ môn của đội bóng Hà Sa Long Huyền. Phạt góc. Đã có sự hoán đổi giữa Thắng Xe Đạp và Xuân Vũ. Cơ hội vẫn không vào. Trận đấu vẫn tiếp tục. Việt Thắng. Cơ hội không vào. Tình huống hết sức sảng ngang đến từ đội bóng Hà Sa Long Huyền. Họ đã phối hợp rất hay rồi nhưng pha dứt điểm cuối cùng bóng lại trúng vào cột dọc. Ở hiệp 1 thì là pha bắn phá hết sức sảng ngang, hiệp 2 thì lại là hết sức cột dọc. Ngọc Tài. Xuân Vũ. Ngọc Tài. Chúng ta lại thấy một kịch bản tương tự. Không ơi! Bóng đá chạm vào người của Triệu Phú trước khi đi hết đường biên ngang. Thắng Xe Đạp đã rất khẩn trương để giúp cho những người đồng đội có thể thực hiện tình huống đá phạt góc. Trận đấu của chúng ta đang được đẩy lên cao độ. Cảm xúc đang cần thêm một chút nữa để thăng hoa. Đó có thể sẽ là bàn thắng cho đội bóng áo vàng hay là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 đây. Nếu như power play không thành công thì đội bóng áo vàng sẽ đối mặt. Nhưng chúng ta không đợi đến điều đó khi mà đã có bàn thắng cơ bản tỷ số 1-0. Quá xứng đáng. Điểm 10 không có nhưng dành cho Thắng Xe Đạp. Cầu thủ bóng áo số 5 đã thi đấu không biết mệt mỏi. Và đó là một thành quả xứng đáng. Khi mà chúng tôi vừa nói trước đó, cần một bàn thắng cho đội bóng áo vàng để cảm xúc của trận đấu này được thăng hoa. Bây giờ thì đội bóng áo vàng đã tự tin hơn rất nhiều rồi. Văn Ngọc không vào. Vẫn đang là một tinh thần chiến đấu. Sau khi có được bàn thắng cân bằng tỷ số thì chắc chắn là đội bóng áo vàng đã có được sự thăng hoa cảm xúc rồi. Trong khi đó Khánh Nhành MC thì liên tiếp gặp phải vấn đề về chấn thương. Đang có một cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh phải nằm sân nữa. Vẫn còn hơn 40 giây. Liệu có một màn lội ngược sau cảm xúc hay không? Không vào rồi. Văn Ngọc. Rất hay. Trọng tài xác định đã có một tình huống lỗi rồi. Quyết định chạy bay. Văn Vũ. Chuyền bóng dứt điểm. Nhưng trước đó đã có tiếng còi. Đã có những tranh luận rất gay gắt đến từ cầu thủ bóng áo số 13 Văn Đào. Như vậy là đã có lỗi rồi. Giây phút của vận động viên bóng ném rồi. Rất mạnh. Như vậy là thời gian của trận đấu đã khép lại. Tỷ số sau hai hiệp đấu chính thức là 1-0. Văn Ngọc. Không! Không! Bây giờ thì rõ ràng là Văn Ngọc sẽ phải cảm ơn Huy Tân. Minh Khôi vẫn đang làm nhiều đối phương. Không! Có lẽ là khoảng cách giữa anh hùng và tội đồ sẽ rất gần rồi. Kiều Phong sẽ dứt điểm như thế nào? Lần này thì Huy Tân vẫn chạm vào bóng.
nhưng vẫn có bàn thắng dành cho Thành Công rồi. 1-0. Văn Tiến. Không ạ! Góc sút của Văn Tiến là rất giống Văn Thành rồi. Số 1 đều. Lại tiếp tục là một cầu thủ dứt điểm không thành công nữa. Lần này là Minh. Và bây giờ là anh Tuấn. Rất nhẹ nhàng nhưng thành công. Sau 4 lượt sút thì bây giờ tỷ số đang là 2-1. Đá pen quan trọng này. Wow! Một tình huống đá pen rất cơ bản và nó níu kéo lại hy vọng hướng đá pen này. Thái Nguyên. Wow! Trận đấu đã chính thức khép lại rồi. Và tấm vé bước vào trận chung kết đã dành cho Khánh Anh FC.